Xin chào Việt Nam. Gia đình Trâm Hen Ben xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là gia đình Trâm Hen Ben sẽ về Việt Nam và gia đình của mình sẽ ở Việt Nam 6 tuần. Thì hiện giờ là bữa giờ mình cũng lu bu để chuẩn bị hành lý cả nhà. Thì gia đình của mình đó là 3 người thì mình sẽ được tổng cộng là hành lý ký gửi là 90 kg, là tức là 30 kg một người. Rồi còn mà hành lý xách tay thì một người được 8 kg nữa. Thì hiện giờ là hành lý ký gửi của mình đó là mình đã đóng thùng được là đủ 90 kg rồi cả nhà. Còn lại 3 cái hành lý xách tay của mình đó thì là mình chưa có mua đồ để ngày mai là mình hoặc là chiều nay là mình sẽ mua thêm phô mai với lại một số mùa này là đang mùa cherry với lại đang mùa đào á, thì mình sẽ mua mình đem về Việt Nam. Vì hành lý nó nhiều nên là gia đình của mình là không có đi sân bay bằng xe được, tại vì một chiếc xe thì không có chỗ để chở hành lý với lại người đó, nên là mình với lại Ben á, 2 người 2 cái vali xách tay nhỏ đi bằng xe lửa. Còn anh Hen á, anh Hen với lại bạn thân của mình thì cái anh đó anh sẽ chở hành lý với lại anh Hen đi ra sân bay giùm. Nếu mà tính ra như vậy á, thì là mình sẽ tiết kiệm được khoảng cỡ 150 euro, là khoảng cỡ tầm cho gần 4 triệu tiền Việt Nam á cả nhà. Tại vì lúc đầu mình định là thuê xe 16 chỗ để họ chở gia đình mình với lại 7 cái hành lý đi ra sân bay, nhưng mà hiện giờ là chỉ có một vòng từ nhà đi ra sân bay là khoảng cỡ tầm 1 tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ á, thì là với cái giá tiền họ lấy của mình là hơn 5 triệu cho một vòng. Thì bây giờ là mình với lại Ben đi xe lửa á, thì là chỉ đỡ tiền hơn, mình chỉ trả cái tiền xe lửa của mình là khoảng cỡ tầm 500 ngàn thôi, 500 ngàn, 600 ngàn. Còn Ben là còn nhỏ nên là Ben được ưu đãi với cái giá là đi chỉ có 50 ngàn tiền Việt Nam thôi, là hai mẹ con là cho maximum luôn tiền đi. Rồi thí dụ lên tàu mình có ăn uống gì nữa là chỉ có 1 triệu thôi. Còn Hendrik với lại bạn Hendrik đi bằng xe hơi á, thì không có tốn bao nhiêu xăng hết, nên là mình sẽ quyết định làm theo cái kế hoạch đó để mình tiết kiệm chi phí một chút với cả nhà. Bây giờ là mình sẽ đóng gói hành lý, rồi còn một số đồ đó là mình sẽ đi ra mua đồ thêm á. Tại vì nhà của mình á, là lúc nào đi cũng bị thất lạc hành lý á, đi về Việt Nam là chưa, nhưng mà mỗi lần mà đi đâu mà về lại Hà Lan là lúc nào cũng bị thất lạc hành lý, nên là bắt buộc là bây giờ cho dù mình có in cái bảng hành lý địa chỉ nhà như thế nào nhưng mà có rồi cũng không có đi lạc. Nên mình bây giờ mình đi đâu mình cũng rất là kỹ về cái chuyện mà đóng thùng nè đó. Cái thùng này á, nó có một cái lịch sử như cả nhà. Cái thùng này là thùng thuốc con mèo ở Việt Nam nè, thùng thuốc con mèo ở Việt Nam. Là hồi bé Tư em gái sinh đôi của mình đi qua đây là đem cái thùng này. Rồi bây giờ tại vì cái thùng nó rất là chắc mà nó nhẹ nữa, nên là bây giờ mình về lại thì cái thùng này vẫn còn sử dụng được. Cái thùng này là đi qua đi lại Hà Lan là cũng mấy lần rồi đó đó. Rồi mai một rồi mình về Việt Nam mình sẽ mua mấy cái thùng mới, nên ví dụ mà anh chị nào mà có đi nước ngoài đem đồ qua hoặc là đi về Việt Nam á, thì mình nghĩ là nên đóng thùng giấy như vậy nè. Đóng cái thùng giấy thì là nó sẽ tiết kiệm được vài kg. Tại vì với cái hành lý của mình á, với cái hành lý á, thì nó cũng phải là tầm phải 3 kg là nhẹ nhất, thì mình đã bị mất hết 3 kg rồi. Trong khi cái này khoảng cỡ tầm nửa kg thôi cả nhà, nửa kg nhưng mà nó rất là chắc luôn đó. Nên là mình ví dụ đồ ăn rồi là mình đóng thùng, còn mình chỉ có hai cái hành lý như vậy thôi là mình bỏ đồ. Quần áo thì không có năm nào mà mình về Việt Nam mà mình đem quần áo theo hết, tại vì mình với lại bé Tư chị em sinh đôi với mình cùng size á, nên về đó mình mặc đồ luôn để mình chừa lại cái chỗ để mình đem đồ về cho gia đình ở Việt Nam. Còn Ben á, thì Ben về Việt Nam thì Ben mặc đồ của Coca-Cola á, cái nhà nó cùng size hết nên cũng đỡ được phần nào á. Bây giờ là vợ chồng mình nó sẽ tiếp tục để vô thùng mấy cái hành lý này hết, rồi mình sẽ đặt vé xe lửa để ngày mốt mình đi lên tàu đó. Đang đóng thùng xong thì bây giờ là thấy còn dư ký, nên là hai mẹ con đi ra siêu thị mua một chút đồ nữa để đem về Việt Nam luôn. Cả nhà, hiện giờ là mình đang cắt hết tất cả các rau tầm ô luôn. Ngày mai là mình bay về Việt Nam rồi, nên bây giờ là mình cắt hết mấy cái rau tầm ô này, mình cắt cho bạn của mình. Hoặc cắt không chừa một cái gì luôn, với lại cần nữa nè. Đó, cần cũng nhiều nữa nên mình cắt hết. Chứ để rồi mình đi á không ai ăn. Rồi nó uổng quá. Tại rau này ở bên đây mắc đó. Hôm bữa mình làm cắt mớ không chứ. Trời sao tóc tai tôi để tôi chén mặt lên chứ. Trời chị đã thấy con lòi vú nữa. Sexy. Trời chắc tôi bị lòi vú trong máy rồi, trong video ở sao mà. Trời ơi quá trời luôn cả nhà. Đây nè. Non không mà mưa nên tốt lắm. If you see the snail you kill it, huh? Yeah, but anh Hen nói nếu mà mình thấy có ốc sên là mình giết nó đi, mình nói mình để vậy rồi hồi giờ bạn mình đó rửa lại ăn chứ. Thí dụ bây giờ mình đâu có thời gian đâu mà mình ngồi mình lựa lại đâu. Quá trời quá đất luôn cả nhà. Ngày mai về Việt Nam rồi. Tối nay phải uống viên thuốc, có một xíu thuốc ngủ rồi ngủ, chứ nôn nóng trong nôn quá là trời ơi nổi da gà nè. Tao nói mùa hè gì đâu mà lạ. Lạnh thôi, lạnh nha. Quá trời quá đất rau luôn nè. Mà bữa giờ á nha, là ngày nào mình cũng ăn á. Mình ăn sống có, mình nấu canh có. Tao nói ăn gì mà ăn quá trời luôn mà nó vẫn còn. Nó làm điều á. Bây giờ mình sẽ cắt một chút cần này luôn. Mình cắt mấy cái cần này không nó cánh già. Để cho bạn mình nó muốn chia với ai thì chia. Oh, a lot. Did we eat from that one? Huh? You eat already? Yeah, I eat here. You see, two or three. À, here, see. Anh Hen hỏi là mình có ăn mấy. Oh, they grow again. Yeah. Mình nói mình có ăn chứ, xào thịt bò đồ, ăn phở đồ này nọ. Yeah, they grow again. Cái này nó mình cắt ra nè, cả nhà thấy không? Mình cắt ra. Đó, rồi bây giờ nó mọc lại nè. Đó, nó mọc lại non nên bây giờ mà mình không cắt là. I also have this one too. Huh? They grow good now, huh? Cái đó là rau răm ấy. Thì mình cũng cắt để vô tí thêm. Còn bây giờ là mình cắt hẹ. Hẹ mình cũng cắt tại vì nó mọc nhanh lắm. Nên mình phải cắt hết chứ mình đi không ai ăn á, bỏ uổng. Đây nè. Quá trời quá đất luôn cả nhà ơi. Bây giờ tôi cắt hẹ. Can you go to take for me one like this? I cut the other one. Bây giờ chuẩn bị hành lý để chở mình với lại Ben đi ra sân bay cả nhà. Không phải ra sân bay, ra tàu lửa, chứ. Rồi anh Hen về lại bỏ hành lý lên. Bây giờ là mình trên đường đi ra ngoài quê. Mẹ con ở trên tàu, bây giờ Ben đang ăn dặm. Ăn gì đi cho coi nè. Đó, Ben đang ăn bánh. Lúc này là mình đang đứng đợi tàu, đợi một cái tàu khác, transfer đi chỗ khác á. 2 phút nữa là tàu đến. Thì con tới sân bay rồi, bây giờ đang đứng ở đây nè, chờ Henrik với lại bạn Henrik tới là đi cái xe hành lý á. Hai mẹ con đang đứng chờ với lại 2 chiếc xe đẩy hành lý trước sẵn rồi. Thì nào ba tới là mình bỏ hành lý rồi mình đi vô trong luôn. Đó. Cả nhà thấy là bông thiệt nha cả nhà. Bông ly ở sân bay đẹp lắm luôn á, chỗ nào cũng có hết. Đó, nó làm nguyên một vàng qua kia luôn. Đón được Henrik rồi, bây giờ mình ngồi đây trong lúc chờ đợi làm thủ tục hành lý á, thì là mua cà phê. Ly cà phê ở đây á, ly cà phê thì bán ở đằng kia cả nhà. Đó, một ly cà phê có chút xíu, bên đây mình đang trả gần 100.000 ly cà phê ở trong sân bay. Còn đây là ba cái xe hành lý của mình, tổng cộng là 120 kg á. Mình đang xếp hàng để làm thủ tục cái bàn số 17 ở cả nhà. Rất là đông luôn. À, thấy không? Xếp từ đây mà đi qua kia luôn. Cái lô bị hư sao á cả nhà không? Cái lô bị hư, bây giờ đi ra nó bị dư tổng cộng 13 kg, nên bây giờ phải lấy đồ ra bớt nè. Bây giờ phải coi lấy 10 mấy kg ra bớt. Mà còn mấy cái thùng này là ok rồi, bây giờ mình đang bị dư 10 mấy kg. Papa, alles is hier goed toch? Ja ja, dit is allemaal goed. Alleen deze koffer is te zwaar. Gewoon geen dư ký, nên bây giờ là Ben có cái giỏ nhỏ, Ben sẽ nhét đồ vô, nhét được cái gì thì Ben nó nhét vô. Yeah, hand carry, that is 100 ml, so we can carry. Lấy dầu thơm ra rồi bây giờ bỏ đồ mình nhét vô được hết. Giờ còn lại 4 cái bị bánh này chắc mình bỏ. Rồi có đi vô đó là tính sao, nếu mà không có được thì mình bỏ tiếp. Đi ra sân bay thì lúc nào mình cũng đem thêm cuộn băng keo á cả nhà, lỡ vào mình phải mở thùng ra, hơn là cái thùng này mình không mở, nhưng mà mình có cuộn băng keo mình dán lại thêm để cho nó cứng cái thùng. Còn phía bên đây thì cái chị này chỉ cũng bị dư đồ nên cũng ra đó chỉ đang xếp lại đàng hoàng, lấy đồ ra bớt. Mình đã tìm đến cổng máy bay của mình rồi, bây giờ thì cả nhà ngồi đây nghỉ để khi nào mà tới giờ lên máy bay là lên máy bay thôi. Cái khúc chỗ này thì là mình có chỗ để mình ngồi để mình sạc điện thoại á cả nhà. Đó, giờ Ben thì đang lấy mấy cục sạc ra bắt đầu để mình sạc điện thoại ở đây. Rồi khi nào mình lên máy bay thì mình rút ra, lúc đó nó chắc nó cũng đầy rồi. Mình quay xung quanh một xíu. Mình đã lên máy bay rồi nè. Em đang đợi tiếp viên hàng không phục vụ đồ ăn đó cả nhà. Đó, tiếp viên hàng không ở đây phục vụ đồ ăn trên máy bay nè. Đây là đồ ăn của Ben ha. Đây là đồ ăn của Ben là cả nhà. Cái món chính của Ben là nuôi sầu bò và mấy cái món phụ như chén miệng hoặc là ăn khai vị là ai cũng giống nhau á, mình siêu quay của mình. Hai vợ chồng mình thì là anh Hen á, anh Hen gọi rượu đỏ uống, còn mình sẽ uống rượu trắng. Thì ở trên đây là người ta sẽ đưa cho một người một chai rượu như vậy nè. Đó, thì có nhiều hãng là họ không có đưa nguyên chai, mà cái hãng này là họ đưa nguyên chai và chai thủy tinh đàng hoàng nha cả nhà, chai thủy tinh. Rồi bây giờ mình đây là đồ ăn của mình ha, đây là thịt gà nè cả nhà, đó đồ ăn gà với lại khoai tây. Rồi đây là bí ngòi, ở đây là salad, rồi ở đây là chén miệng là sô cô la. Rồi mình order một chai rượu vang trắng. Okay. Tại vì á, mình không muốn đổ ra cái ly sợ nó đổ á cả nhà, nên là mình sẽ uống nguyên cái chai luôn. Đồ ăn của mình thì giống anh Hen ha. Vừa coi tivi, vừa ăn, vừa uống rượu vang trắng. Xem lại coi cái cổng nó mở cổng nào để mình bay, nhưng mà hiện giờ vẫn chưa có. Hồ Chí Minh City chưa có mở cửa. Sau khi mà quá cảnh thì bây giờ mình sẽ đi tiếp qua cái cổng máy bay khác. Cổng này là coi hơi nhức đầu nha cả nhà. Anh Hen nói từ chỗ này qua chỗ khác đi chừng có đi bộ chừng 2 phút mà tao nói hả, từ cái chỗ cổng này đi qua cái cổng khác hả, nó mất 25 phút đồng hồ luôn. Tao nói đi mà mệt mỏi luôn cả nhà. Đang đợi máy bay, bay từ Istanbul về Việt Nam thì anh Ben nhà ta đã buồn ngủ, nằm sụi lơ rồi. Dặn mẹ là mẹ ơi, đi lên máy bay Ben mà có lỡ ngủ mà người ta đem đồ ăn tới nhớ kêu Ben dậy nha mẹ. Mẹ muốn ăn lắm á. Ở chỗ đậu chua đói bụng à. Trong lúc gia đình mình đang bay trên bầu trời thì gia đình ở Việt Nam, ba mẹ mình chuẩn bị đồ ăn để leo lên xe, ăn để đỡ tốn tiền cả nhà, để vô Sài Gòn để đón gia đình mình nè. Đây chuẩn bị Việt kiều đón Việt kiều Hà Lan. Sẵn sàng. Cái kia là gì Tư? Đen đen này là cái gì? Cái kèm mà. Rồi, Việt kiều tới. Ben. Tới nơi. Còn hen nữa. Tiếng Lào. Ừ. Quá kinh. Này. Rồi bây giờ chuẩn bị ra xe về Phan Thiết. Đi tiểu với mẹ cả. Ăn bún uống mì á ông à. Mình vừa về nhà rồi. Con chó 2 năm không gặp lại. Chu cha con chó nó mừng lắm luôn cả nhà. Anh hai mình thì dội đèn để mở cửa ra. Anh kinh ra đây sơ phát anh. Đó thấy con chó không? Chu cha. Vô. Đó, thế là mình đã về Việt Nam rồi nè cả nhà. Trong 6 tuần này là tôi sẽ hứa với lòng là tôi không có làm gì hết, tôi không dọn dẹp nhà cửa, tôi cũng không có nấu ăn nấu uống gì hết. Đây nè. Có bà này nè, bà mẹ Mai là bà sẽ nấu ăn với dọn dẹp hết luôn. Vô đây nè. Đấy nè. Ô sinh của tôi. Đó, ô sinh nấu ăn. Còn đây là hai tài xế. Đó, về Việt Nam không làm gì hết á. Sướng chưa? Rồi tôi lấy cái mở thùng, mở mấy chuyện hèn nha. Trời ơi, về đây vui quá, nói bậy bạ hết rồi, cả nhà thông cảm nha. Điên là món gì đây Điên? Măng kho thịt. Ai kho Điên? Tôi. Ai kho? Trời. Mẹ yêu kho, là mẹ Mai kho đó chú cha. Măng kho thịt là ăn Tết cả nhà ơi. Xong rồi bây giờ đi qua nè. Thịt kho trứng. Đó, cháu yêu cầm nè, tôi nói bữa nay nhà nhiều Tết luôn á. Ghẹ luộc có không? Có nữa hả? Trời ơi, có ghẹ luộc nữa. Đó, ghẹ luộc. Để mình lấy ra. Đi lô thứ nhất ngày đầu tiên, để lô thứ hai lên đâu? Khui đi không? Ở Hà Lan khổ quá mà, lâu về Việt Nam thì đặt giá đòi Việt kiều sướng quá đi. Thôi cả nhà cho em sướng 6 tuần nha, rồi em qua Hà Lan là em cày. Thôi cả nhà coi phim này là gọi như là chúng ta vui vẻ, hôn hỉ. Vô. Cảm ơn Tâm. 100%. Được không? Việt kiều. À, cảnh tượng nhà mình khui 110 ký quà. Quá trời đồ luôn cả nhà. Má ba mình là phải lấy cái rổ ra để chia đồ ra, đồ nào. Chu cha quá trời luôn. Cô ba luôn cho con. Tụi con nữa phải lấy cái bị đựng á. Em việc phao quay luôn nước đi. Giao tí nữa nè. Đây là lấy bị đựng ngay không? Wow, chắc mơ. Nè, cái này kìa. Dầu mới sao đâu. Đâu lấy ra xuống luôn đi Ben. Lấy ra. Không, it's okay, no need to do. Nè, người ta tặng đó nha. Nè, Tứ cả đứa ra tặng gì cả. À, một cái gì đâu bỏ vô đây. Hoặc là xinh xắn. Bây giờ chị nói nè, từ từ bình tĩnh, ngồi lại. Ví dụ xúc xích là bỏ qua bên, cái này bỏ qua bên, rồi nói loại nào nữa kêu loại đó. Bỏ qua bên thấy chưa? Em cũng sẽ có biết nữa. Từ từ, cô cứ bỏ xuống cho mẹ đi bé. Lấy cái nhỏ mà hả? Rồi một tí là bỏ qua cái xúc tích đồ đó, cái nhỏ nó bỏ vô. Con đặt khó mà hả? À, cà phê à. Lấy con lấy ra hết cái nào cùng một loại con để riêng. Ví dụ như cái bánh này là cùng loại để riêng, sô cô la là để riêng, ba tơi để riêng, hiểu chưa? Cô ca hiểu ý mẹ không? Dầu đó tao cho mấy đứa sữa. Mấy cái bị kia. Cái này là mấy con ăn người đây nó có mẹ ba mua quà. Cái này là có rượu. Đây nè. Nè thử á. Đây gốc này mà. Dừa, nhìn là dừa. Ba vợ lo cho con rể chưa? Sáng dậy lo cà phê sữa. Cà phê này ông ba mua đâu Quang Bình á. Cà phê đâu mua đâu ông Bình á. À, nhà ngoại của mình á là bán cà phê nên ba của mình đi tới lấy một chai cà phê mỗi lần dời á là anh nói là về đây anh thấy trò đã có tủ lạnh mới nè, rồi có đá, rồi muốn uống là tủ lạnh nó làm đá. Tủ lạnh bên Hà Lan mình thì không có làm đá, tại bên đó lạnh quá đâu có uống đá đâu. Một lần uống đá là phải làm hoặc là mình mua. Đây là cà phê sữa là Henrik rất là thích nè. Hen nói cà phê sữa. Cà phê sữa đã. Đà, cà phê sữa đá số 1 luôn á. Cô bự hả? Đâu đâu mẹ coi coi. Đâu đâu đem ra đây ca. Cô bự lắm hả? Trời ơi, cô đá. Từ từ bên sợ. Chu cha cẩn thận nha, chu cha cái càng bự luôn nè. Đây đấy cô ca. Cô chừng nó kịp đó. Cô ca lấy chiếc kèn nha. Cô ca phải lấy chiếc kèn trước nha. Rồi lấy ngoài sau á. Không phải từ từ. Đến bên. Cô ca phải cầm nha. Đó. Cẩn thận nha, đưa mẹ coi. Mẹ thấy không? Vui không? Ừ. Phía xa kia là anh Hen đang ngồi. Cái của Henrik đó. Mình có ông Ben là con trai, xong rồi là con đây là con Miu là con gái con cũng đâu hả? Ai bó đôi lên. Còn bà kia mới đi theo ông Hen. Con cua nữa hả? Đâu đem qua mẹ coi. Đó. Trời ơi, nấu bún riêu luôn. Đâu. Nè bà Lan có coi video này là bà Lan về Việt Nam là bà Lan lên nhà con hái cua, bắt cua chứ quên hái cua. Ồ, đây nữa nè. Nha. Này. Thấy không? Đó này nó đang bò đang bò. Nhỏ nó không có làm gì đâu. Nhỏ bắt xuống rồi là bỏ lại. Không, lấy luôn. Tự nhiên. Lấy luôn chi. Để cho nó lớn. Để cho nó lớn cô à. Cái này là hai vợ chồng là mấy đứa con á. Cái này con gì con cái hả? À, cái đó con trai, vợ con nọc đó. Sáng sớm mà lo chiết thà bông đồ cà. Chuẩn bị rổ đồ ra, chuẩn bị trưa nay nấu đồ ăn đó. Người phụ nữ đẹp nhất của gia đình đó. Em á là nói là thèm xôi bánh chiên. Đó. À, ăn xôi bánh chiên nè. Món ruột của Hendrik với lại Ben. Đã ông Ben ở Việt Nam luôn nha, ở Việt Nam luôn đi, nhiều cái mẹ 10.000 cái xôi bánh chiên, hấp dẫn chưa đó. Nó cầm cái chân rớt á chu cha, sao cảm giác sao? Ngon, có đã, tuyệt vời luôn ha, tuyệt vời Việt Nam luôn á. Ăn sáng nè, sáng đây là ăn cơm nguội nè, cơm nguội với lại măng, chù cha, măng rồi một cái trứng kho với lại thịt ba rọi nè, quá đã luôn. Ngon á. Tao nói giờ là buổi sáng giờ là ăn cái này là món này là món tiền đâu mà đem qua Hà Lan, đang ăn mà ông Bếm nói tại sao ông đem con mấy con chó qua Hà Lan. Con có quay thì quay ông ngoại rồi quay qua quay lại luôn. Món này là món thứ ba. Hồi nãy là ăn xôi bánh chiên, xong rồi là ăn qua bắp hầm xong bây giờ ăn cơm nguội. Lâu quá. Năm mấy hả? Tuyệt vời luôn á. Okay. Bây giờ là Ben chuẩn bị đi với Opa, ông ngoại bà ngoại đi xuống Phan Thiết. Nhà mình ở cách trung tâm thành phố Phan Thiết là 6 cây số. Giờ đi xuống đi chợ mua đồ ăn về nấu trưa. Cái nón đó của mẹ đó Ben. Đầu bên bự quá hả? Giờ Ben đi chợ nha, chụp lát gặp lại. Bye. Ôi giời, ông ba ông ma đi chợ rồi, mua đồ quá trời mua luôn. Vui không con? Chú chắc ông nói xe gì mà thấy bắt sợ à. Xe gì thấy bắt sợ hả? Xe đông quá hả? Bé mua gì nói mẹ nghe nè. Bánh chuối. Xe gì bắt sợ. Ông thấy xe đông quá ông kêu mắc sợ. Đây nè, phụ ông ba mai dính đồ vô. Đi ngõ sau nè con. Lính á. Cái con quỷ phượng ăn không gì đây? Mà không có ăn đâu. Bánh chuối. Ngon. Gia phụ lặt này rau muống mày. Chú cha rau muống. Mẹ hỏi là bữa nay muốn ăn cái gì là mình nói ăn rau muống. Bó rau muống này ở Hà Lan chắc cũng là 500-600 ngàn. Bó này muốn 2 bó. Này mẹ mua nhiêu đây? 2 bó 12 ngàn. 2 bó 12 ngàn. Này mẹ xào hay luộc? Xào ha. Không? Xào tỏi đó. Mà cái cọng đâu hả? Cái lá không ăn hả? Lá mình lấy ít thôi à. Mẹ ra vui làm phụ co. Muốn ăn cơm gà củi xa hay là muốn ăn xôi mặn thì nói trước. Ăn xong đâu. Vậy là chiều nay ăn gì? Hàng hủ tiếu. Ông qua đi phụ. Hủ tiếu xa xíu thì tôi đây tôi làm cho. Bà có lá đi bà Đậu ơi. Đó. Nhà mình ở ngoài đây là cái sân rất là rộng. Phía sau nhà này. Rất là mát, xung quanh vườn không mà cả nhà. Để ngày mai ngày mốt mình sẽ quay xung quanh hết luôn. Nhà mình nhiều cây ăn trái lắm. Này cá nhiêu ký mẹ? Cá này 120. 120 hả? Đâu đưa coi đó. Này cá cam hả? Cá cam mà cá cam biển ngon. Cá này ngon. Ăn cá nục kho hành ớt. Mình là dân biển ở Phan Thiết nên là ăn cá biển rất là ngon. Còn bên đây là cá cam bị ướp muối nè. Muối rồi đen chiên. Hello cô La. Cô đang bới cơm hả? Dạ. Bới cơm mà sao mặt nhăn vậy? Nè. Chưa. Bỏ rồi. Chưa nay nè. Đây là bây giờ cô Ca giới thiệu món hay là ba giới thiệu món nè. Đó. Cá anh Hen là cái món này là món anh Hen thích nè, cá chiên hành ớt của dân Phan Thiết mình nè. Đó, cá chiên hành ớt, rau muống xào tỏi, canh chua cá ớt luôn nè bạn, mắm cà, mắm đu đủ, măng kho, nước mắm Phan Thiết. Đó. Ai bói chén cơm bự dữ vậy? Đợi nó đâu nhà Hà Lan về ăn cái tô tạo. Cướp vậy? Muốn. Đi là phải sổ. Sổ rồi. Phải đọc. Chắc nguyên một ổ dung trong còn ai đó. Phải vậy chứ. Ủa giá. Ờ, con đó. Bới đại chứ. Con nào năm này tụi này bới. Ngon nha. Nên chị mình nói. Chí còn. Nó bới tươi nhiều quá. Đủ đâu cả. Bé con hả? Bé nữa. Bé nó không ăn. Không ăn hả? Để chén này để đựng xương cũng được. Để đựng xương. Ăn quá trời. Ăn cà ngon à. Ăn gì đó. Nó ăn ở trong tủ lạnh không? Không có bệnh. Ăn gì luôn không? Ăn túi luôn. Có xào bánh chì. Rồi một ly uống một ly xoài xay. Ăn một chai đậu. Rồi uống cái ly gì lên đây uống ấy rồi đó. Rồi ăn chuối chiên. Nó bán 7.000 cá. 7.000 hả? Để mua cái gì cái bớt hay là cái gì? Dưới á. 300. Rồi thấy phần cá kho. Ngon không Hen? Bữa cơm gia đình đầu tiên. Ông biết ăn món cà với gì cả. Má cá ngoài chợ đâu có đâu. Trời báo rồi. Sáng rồi đi mới có 8 giờ. Phải mua cái dục. Mới lại chợ công trình thấy có cái gì qua đâu. Cá mai. Cái gì mua cá mai đâu canh đó. Canh canh dẻ. Miếng cá bớp bự luôn. Cá mai nấu canh đu đủ là ngon nhất. Vậy hả? Cá mai nấu canh đu đủ hả? Cái úp giấy nhỏ cái canh đu đủ cũng ngon. Đu đủ sống. Đu đủ thôi. Cũng hành ớt hả? Tàu hành nước mắm hả? Cá mắm luôn đâu mắm. Mắm nào vậy? Mắm chay đó hả? Mắm chay nữa. Mắm Phan Thiết phải không? Không phải. Mắm nào vậy? Vô Vinh Mắc á. Mua đồ á. Hay cái mắm cũ. Đám nhiều á. Để mắm chay xanh. Rồi đám nhiều. Ở đó nó bán có chai mắm nhỏ đó, có một liền đem lên đó, có chai mắm nhỏ. Ra mắm là bự rồi. Bé bà bé. Nếu mà mắm tí thì cái củ rải giá tầm đấy. Canh không? Là gì? Đấy bị mắm cài nữa Tư ơi. Mắm cài ngon à. Bà muốn chấm mắm miệng đã. Chai nước mắm đen này hình như lâu rồi. Chai nào lâu quá cảm thấy mấy rồi bỏ đi. Tao ăn nó có bị rồi. Đó là ẩm. Vì nó lấy vậy mắm của tao lần ăn. Bị rồi anh với mẹ. Bị mắm cà lắm không đủ là 10.000 bị. Camera nên ăn mà ăn từng tốn chứ vậy. Bạn ra. Ông nấu bỏ chung cho tôi ăn thôi. Nó nhiều đồ đã mà. Tự nhiên đi vô đó mình ơi, ơi hai má nó bán xà bông á. Còn chai bự bự không nhưng mà mình muốn mua hai chai nhiều để hai phòng. Nó đi chỗ khác mua, lỡ mua ở đây hai bị thành nát thôi đi qua bên kia mua biết có hương đồ luôn. Cái bị kia bộ Tư sang này lấy cái gì? Cô nói không ơi, không có mua hai vị bánh xanh đắt rồi xong mình làm rồi nè. Nhưng ở mắt này bệnh gì? Có mẹ ba nữa miếng cơm. Ừ. Hôm bữa thì nói thẳng luôn ở đây nó bán đồ ư, đồ nhỏ mua, người khác mua cũng mới nháy mắt đồ chi, có gì đâu. Đúng không? Tại đó nó bán ớt mà mình nói gì nữa nó cũng thương. Rồi hai nói vậy đúng không cô ca, cô La? Không thích thì đi mua đi chỗ khác mua đúng không? Ừ. Tại nó Winmart mà nó bán đồ bự không mình qua chỗ khác mình mua đồ nhỏ nó gì đâu mấy mắc hết rồi. Welcome Asian, India hay Black rồi. Mình đang hỏi anh Hen làm món nào mà anh Hen thích nhất? Anh thích chồng đấy. Cá gì nữa? Cái gì nữa? Hả? Rồi nè, đây nè. Đếm mà để cái gì trời đấm thì không. Ruột tay. Cái gì ngon vô. Cậu được lấy lại qua đó không? Bây giờ làm đi qua đó ăn luôn. Không được. Này cái chồng. Chà, chà này mới mắm chứ vậy? Cô La không mắm lắm hả? Vậy thêm mẹ ba được nữa. Mà qua Hà Lan có mắm ăn nha. Trời ơi, đừng có mình gắt không vậy? Không có. Thôi giờ bên băng rồi được camera này I think they're all small, but they're all big like that. Hồi sáng anh Hen á lấy cái quần của ông ba mặc mà cái quần ba bị rách đấy nên là mình nãy giờ mặt ảnh phát hiện ra mình sợ quay camera ổng ngầu gì nữa nên mình kiểm tra mà lấy cái quần khác mặt à bị sao không? Ủa vô phòng. Bà kiwi là ông đêm nó kêu anh ừ. Anh làm cho ảnh vô anh hả? Ừ, anh vô thăm ngoại hả? Vô chưa? Quán ở ngoại luôn. Ủa mà không dám bà vô quán, bà vô nhà rồi, sao cái giờ sớm vậy? Đi qua là tám đấy. À ngoại mà không. Ngoại 7 giờ. Gì? Thôi thì không lên rồi. bầu nhà ăn nấu cơm rồi cho ba. Papa's still alive, right? Ủa đi bầu về hả? Giờ mình uống qua. Đi. Đây là gia đình của mình hết luôn á. Còn thiếu chị dâu nữa. Bỏ chén ra, này là hoàng này, bên này nè. Trời ơi, cho miệng miếng chum cháy đi con. Con ruột á, chum cháy không rồi nha. Cái nãy còn canh trong đó múc ra ăn, giá rồi nhiều quá. Như là con trẻ. Giá rồi nhiều quá. Bởi nhân bật ông ngoại. Thiếu đâu à, tao không cháy không? Cái chân tao thiếu luôn á. Trước giờ đây ăn tới hả? Chợ nước đây trắng mạnh. Nước lên nó mới đi ra ống nữa là nó mạnh. Nó chia ra mạnh. Bây giờ ai chào khán giả đi. Tạm biệt cả nhà, ai nói? Biệt cô ca nói đi. Nói bây giờ là mình tạm kết thúc video rồi đó. Nhà mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye.